nữ nghệ sĩ được mệnh danh là cạnh lương Trư Bảo. Bà cũng là tiến sĩ nghệ thuật ngành cạnh lương đầu tiên của Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết sinh năm 1954 tại An Giang, năm 9 tuổi. Bạch Tuyết gặp cú sốc lớn khi mẹ đột ngột qua đời, sau đó bà tự lập kiếm sống đi hát ở nhà hàng, ca nhạc bằng những bài ca tân nhạc. Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời của Bạch Tuyết chính là cuộc gặp gỡ với cố nghệ sĩ Thanh Nga. Thuở ấy, Thanh Nga đã khuyên Bạch Tuyết rằng, Cưng đi hát đi, chị tin rằng Cưng sẽ thành công trong nghệ thuật đó. Đó cũng chính là động lực to lớn giúp nghệ sĩ bước qua sự phản đối quyết liệt của cha và ông bà để đứng trên sân khấu theo đuổi nghiệp diễn. Sau cuộc gặp gỡ với cố nghệ sĩ Thanh Nga, Bạch Tuyết được soạn giả Điều Huyền biết đến, ông nhận Bạch Tuyết làm con nuôi và đến tận nhà để xin cho bà đi theo đoàn hát. Khi ấy Bạch Tuyết mới bước sang tuổi 16, có bố nâng đỡ đầu. Tên tuổi Bạch Tuyết bắt đầu phụ sóng rung rãi trên các đài phát thanh, báo chí. Đoàn Kiên Giang diễn vở là Thầm Chị Hồng, cô đào Trình Tới Trễ khiến Bạch Tuyết bất ngờ được giao vai cô đào lái đò Lệ Chi. Diễn xuất của bà khiến cho khán giả hết sức ngạc nhiên, sau đó là vợ kiếp chồng chung, chuối rơ rền áo cười. Bà được Út Trà Ôn mời về đoàn Thống Nhất với vợ tiếng hát mùng tênh, tên tuổi của bà bắt đầu nội đình nội đàm. Năm 1962, Bạch Tuyết về đoàn Bạch Vân. Sau năm đó, bà nhận giải thưởng Giải Thành Tâm cho diễn viên triển vọng. Năm 1964, bà về hát cho đoàn Dạ Lý Hương, hợp tác với Xuân Giả. Giả tiếng bây giờ là Hà Triều, Hồng Phượng. Tài năng của bà được khẳng định sau năm Tần Thương Nhất đã mang lại cho bà giải Huy Chương Vàng, giải Thành Tâm cho nghệ sĩ xuất sắc. Năm 1966, Hùng Cường gia nhập đoàn Dạ Lý Hương cùng với Bạch Tuyết tạo thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt khán giả. Bà ở đoàn Dạ Lý Hương thêm 2 năm nữa. Sau năm 1968, tình hình chiến tranh lan rộng, Bạch Tuyết ngừng hát một thời gian. Đến năm 1971, bà cùng với Hùng Cường mở gánh hát Hùng Cường Bạch Tuyết. Gánh hát này được rất đông người hâm mộ, tuy nhiên không biết cách quản lý sau một thời gian đã ngừng hoạt động. Sau đó bà chuyển sang học luật. Năm 1985, Bạch Tuyết bước vào giảng đường đại học và có được bằng cử nhân ngữ văn. Năm 1988, Bạch Tuyết được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Cũng năm này bà tốt nghiệp khoa đạo diễn ở Viện Hàn Lâm, sân khấu và điện ảnh tại Sofia. Năm 1995, Bạch Tuyết bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á và trở thành tiến sĩ nghệ thuật cạnh lương đầu tiên của Việt Nam với tư cách giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Phát triển Văn hóa Văn học Dân tộc của Đại học Bình Dương. Bà đã tổ chức nhiều chương trình sân khấu có giá trị về nghệ thuật dân tộc. Luôn đau đầu với sự nghiệp phát triển cạnh lương, Bạch Tuyết ôm ấp kế hoạch xây dựng trường ca lương và âm thầm bắt tay vào viết những trường ca truyền thể từ tác phẩm Cùng Oán Ngâm Khúc. Bạch Tuyết từng diễn chung với nhiều kép. Những người đóng chung với bà để lại ấn tượng sâu sắc là Hùng Cường. Họ đã tạo nên cặp đôi song thân cực kỳ nổi tiếng vào thập niên 1960.